Khánh Linh xin kính chào quý thính giả đã quay trở lại với chương trình radio Lắng Đọng Đêm Về được phát sóng vào 21 giờ hàng ngày. Quý vị thân mến, người giỏi mưu tính hoạch định ắt có kế hoạch, việc nên làm hay không nên làm, lợi hại chiếm bao phần, tuyệt đối không thể tùy tiện. Cho dù là những chi tiết nhỏ nhặt cũng không bỏ qua. Nếu không, sẽ như mũi tên đã bắn ra thì không thu về được. Sự việc đã triển khai rồi mà thu hồi lại thì đa phần là tổn thất. Bởi vậy, có bốn sự tình mà người trí tuệ đối diện họ sẽ chủ trương không mưu tính. Hãy cùng xem đó là bốn điều gì quý vị nhé. Một, không mưu tính việc không nắm chắc. Không đánh trận không có chuẩn bị, không làm việc không nắm chắc. Biết rõ khả năng thắng rất thấp, thế thì ẩn mình rèn rũa một thời gian, đợi đến khi thời cơ chín muồi rồi tính tiếp. Một khi đã bỏ thời gian và tinh lực thì phải dốc hết sức mình. Còn biết rõ là không thể làm mà vẫn cứ cố làm, đại đa phần là không hiểu mưu tính hoạch định, lấy trứng chọi đá. Đó là người hoang dại thô lỗ. Kết quả chỉ có thể là trứng vỡ nát mà đá chẳng mảy may hư tổn. Hãy xem chơi cờ, người trí tuệ biết tránh bại cực, tích trữ năng lượng, tích trữ nhiều tiêu hao ít, đó mới là lý trí xử sự của người trí tuệ. 2. Không mưu tính việc hại người lợi mình. Mưu sự với người ta, bất kể đối phương đưa ra những điều kiện ưu đãi có lợi như thế nào, dù là cả ngàn lạng vàng nhưng tổn hại đến lợi ích của người khác, thì việc này nhất định không được mưu tính hoạch định. Mưu tính hoạch định cần được dùng vào những sự việc đúng đắn thì mới có lợi cho mình và cho xã hội. Nhạn bay qua để lại tiếng kêu, người đi qua để lại thanh danh. Người trí tuệ không mưu tính cái lợi nhất thời mà hủy hoại thanh danh của mình. Người trí tuệ đặc biệt chú ý bảo vệ thanh danh, giống loài chim yêu quý bộ lông của mình. Những sự tình tự tư tự lợi, tổn hại lợi ích người khác, tổn hại lợi ích xã hội, thì người trí tuệ nhất định sẽ từ chối tham gia. Đây chính là nguyên tắc làm người của người trí tuệ. 3. Không mưu tính sự việc không thực tế. Tất cả sự việc nếu muốn thành công thì ắt phải có nền tảng thực tế, không thể chỉ dựa vào tưởng tượng suông. Mọi việc đều cần từng bước thực thi. Trước khi mưu sự, phải xét xem nó có tính khả thi hay không. Nếu hoàn toàn là ảo tưởng, không thực tế, thì chỉ là việc loài người, để mọi người ca tụng mà thôi. Càng không cần phải mưu tính hoạch định, bởi vì đó chắc chắn là con đường cụt. Đây chính là năng lực phân biệt của người trí tuệ. 4. Không mưu tính việc đối thủ đã làm. Những sự việc mà đối thủ chúng ta đã bắt tay làm rồi, cho dù có lợi ích lớn cũng không cần mưu tính hoạch định nữa. Làm người cần có phong thái, khí tiết quân tử. Việc gì phải khổ sở tranh giành, bắt canh trong tay người khác. Khi đã thấy tính khả thi của việc đối thủ đang làm, vậy hãy khiêm tốn và vui vẻ chúc mừng cho họ. Hãy nghiên cứu cách suy nghĩ của người khác, học tập tinh thần phát triển của người khác. Việc này chính là yêu cầu bản thân trở thành một cao thủ học tập, chứ không phải là kẻ đi sau copy bắt chước. Người giỏi học tập sẽ luôn đi đầu trong sáng nghiệp, còn người giỏi copy thì mãi mãi vẫn là bắt chước người khác, từ đó mất đi tinh thần sáng tạo của mình. Đây chính là chừng mực làm người của người trí tuệ. Có một câu cổ ngữ rằng, trí tuệ có được từ kinh nghiệm thực tiễn. Chỉ cần chúng ta dụng tâm đối xử với cuộc sống, thì chúng ta cũng sẽ trở nên càng ngày càng trí tuệ hơn, càng ngày càng có kiến giải độc đáo hơn. Khi chúng ta có năng lực nhận thức và phân biệt chính xác, thì chúng ta có thể mưu tính hoạch định kế hoạch, đánh giá được tính khả thi. Do đó, chúng ta sẽ không làm những việc lãng phí biết bao tinh lực và thời gian
mà chẳng nên công cán gì. Trong cuộc sống, chúng ta cần dũng cảm cự tuyệt những việc không thể mưu tính hoạch định, nhất định không thể biết rõ là không được, mà cứ cố gắng gượng cầu may rủi, vì có thể sẽ tạo ra những tổn thất to lớn không gì bù đắp nổi. Chúng tôi xin gửi tới quý thính giả câu chuyện trưởng thành là dùng tâm thái ôn hòa mà đối đãi với vạn sự thế gian. Trưởng thành không phải là dáng vóc cao lớn lên, mà là tinh thần ngày càng trầm ổn hơn, là có thể bằng lòng với thực tại mà không phải cố gắng vùng vẫy, thay đổi. Có người nghĩ rằng trưởng thành có nghĩa là phải ngày càng trở nên lãnh đạm với mọi việc, trong lòng không còn bận tâm, tâm ý trở thành nguội lạnh. Nhưng tưởng vậy mà không phải như vậy. Bởi vì trưởng thành chính là ôn hòa, nhu nhẫn, là dùng tâm thái trầm ổn mà đối đãi với thế giới bên ngoài. Trưởng thành chính là đối với rất nhiều sự tình đều có thể buông tay, đều có thể dùng tâm từ bi, lòng lương thiện mà đối đãi. Một người trưởng thành không phải là có thể xuất khẩu thành thơ, miệng nói ra đạo lý thâm sâu, mà là có thể làm cho người khác cảm thấy vô cùng thoải mái khi ở bên, không kiêu ngạo cũng không sàm nịnh. Trưởng thành không phải là dùng thật nhiều đạo lý giảng giải ra để người khác phải nghe theo, mà là có thể giữ mình khiêm tốn, tu khẩu, chỉ nói những gì đáng nói. Một người trưởng thành không phải ở chỗ đạt được thành tựu nhiều bao nhiêu, mà là ở việc đối diện thế nào với thói xấu của chính mình. Họ có thể trong mâu thuẫn mà không hùa theo người khác hay không, có thể gạt bỏ những hiểu lầm, mở miệng cười tan mọi oán thù hay không. Trưởng thành không phải ở việc bạn bao nhiêu tuổi, mà là bạn có thể gánh vác được nhiều hay ít. Tô Đông Pha, học giả nổi tiếng thời Bắc Tống, chính là một ví dụ về trưởng thành. Trong cả cuộc đời mình, dù phải chịu muôn ngàn phong ba bão táp, chưa lúc nào Tô Đông Pha mất đi phong thái trầm tĩnh, tiêu diêu tự tại của mình. Vốn là người cương trực, thẳng thắn, Tô Đông Pha chỉ trích mạnh mẽ biến pháp của Vương An Thạch và Tân Đảng. Là người tín Phật tu đạo, nhân hậu, lương thiện, ông gọi những biện pháp kinh tế hà khắc mà Vương An Thạch vạch ra là tranh cái lợi với bách tính, nhất quyết phản đối đến cùng. Cũng vì cương nghị như vậy, ông trở thành cái gai trong mắt Tân Đảng, bị giáng chức, phải chịu đày ở xứ Hoàng Châu hẻo lánh xa xôi. Tới đây thấy phong cảnh hữu tình, giang sơn cẩm tú, ông liền quên hết mọi nỗi uất hận, bất bình của kiếp lưu đày, dựng căn nhà tranh bên sông, sống đời ẩn sĩ. Không có gạo ăn thì tự cấy cày, sống vô cùng vui vẻ. Cuộc sống lưu đày không khiến ông trở nên bất mãn, dù hoài bão giúp dân giúp nước chẳng được thực thi, ông vẫn tận hưởng từng phút giây tiêu dao tự tại trên mảnh đất biên cương sỏi đá. Ngày ngày, Tô Đông Pha đọc sách, ngâm thơ, vẽ tranh, viết thư pháp, lại trồng rau, đào giếng, cày ruộng, vui với cảnh điền viên. Khí chất, phong độ của Tô Đông Pha thật khiến hậu nhân kinh ngạc, kính phục vậy. Cảm ơn quý thính giả đã ghé thăm Lắng Đọng Đêm Về, được phát sóng vào 21 giờ mỗi tối. Quý thính giả thân mến, với nỗ lực truyền tải những nội dung văn hóa truyền thống được lưu truyền từ ngàn năm, đề cao các giá trị đạo lý nhân sinh, tín ngưỡng đối với thần Phật, Lắng Đọng Đêm Về hy vọng quý thính giả có những phút giây chiêm nghiệm sâu lắng sau mỗi ngày làm việc bận rộn. Đừng quên chia sẻ cảm nhận của quý vị ở bên dưới để giúp chúng tôi thực hiện chương trình tốt hơn. Mến chúc quý vị một buổi tối bình an và ngon giấc.